Liên quan tới sự việc một số website của các cảng hàng không bị tấn công mới đây, có thể thấy vấn đề bảo mật cho các trang web tại Việt Nam chưa thực sự được chú trọng. Và theo số liệu của công ty an ninh mạng BKV, có đến 40% các website tại Việt Nam đang tồn tại lỗ hổng bảo mật và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Trong số đó, phần lớn các website của các cơ quan nhà nước. Tại sao lại có thực tế này? Và sau đây sẽ là tìm hiểu của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là hình ảnh những người dùng truy cập vào trang web của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tại địa chỉ www.tansonnhataiport.vn vào tối ngày 9 tháng 3. Tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát trang web và để lại hình ảnh như thế này. Còn đối với trang web của sân bay Rạch Giá, Tuy Hòa cũng đã bị hacker tấn công. Thay vì để lại lời cảnh báo, tin tặc đã chèn một hình ảnh để cho thấy trang web này đã bị xâm nhập. Rõ ràng, việc liên tục có các website bị đánh sập trong một thời gian ngắn như các vụ việc nêu trên, có thể thấy rất nhiều website đang tồn tại lỗ hổng bảo mật mà hacker có thể khai thác bất cứ lúc nào. Trong cái quá trình phát triển và xây dựng website thì cái người lập trình cái website đó để lại những cái lỗ hổng về mặt an ninh. Thứ hai nữa là trong cái quá trình mà xây dựng website do website đó đã quá cũ và lâu đời mà không được rà soát thường xuyên định kỳ. Đó thì chúng ta phải nhìn nhận lại một điều là bản thân những cái website của chúng ta đang không an toàn. Thì họ mới vào được, họ mới làm được cái chuyện đấy. Tuy rằng là họ không có ý đồ gì thực sự là xấu hay là họ để ăn trộm dữ liệu hay là họ muốn cài cắm gì cả. Còn đây là một bộ hồ sơ đấu thầu cổng thông tin điện tử của một cơ quan nhà nước. Trong hơn 100 trang của hồ sơ này, chỉ có duy nhất 4 gạch đầu dòng nói về yêu cầu bảo mật và nội dung thì cũng rất chung chung. Hầu hết tất cả những cái phần mềm, các gói thầu, mời thầu phần mềm hiện nay gần như là các yếu tố liên quan đến bảo mật chỉ ghi chung chung, ví dụ như là hệ thống là đảm bảo an toàn bảo mật, còn đảm bảo ở mức nào, kiểm định ra làm sao, các tính năng chức năng về an toàn bảo mật là gì là không được chỉ ra. Và chính vì bỏ ngỏ cái vấn đề đấy hoặc ghi rất chung chung như thế cho nên là các đơn vị khi mà triển khai là gần như là họ cũng không quan tâm về cái việc đấy đúng mức. Theo các chuyên gia, việc xây dựng một website nói chung hoàn toàn khác với việc xây dựng một website an toàn. Bởi lẽ, ngoài việc đòi hỏi người lập trình phải có kiến thức về an ninh bảo mật, thì vấn đề bảo trì, nâng cấp hệ thống cũng phải được làm thường xuyên. Thế nhưng, trên thực tế, nhiều cơ quan đơn vị sau khi xây dựng xong website và hết giai đoạn bảo hành thì không có kinh phí cho việc này. Các đơn vị thực hiện các dự án công nghệ thông tin sau khi hết hạn bảo hành thì họ tự duy trì. Và cái việc tự duy trì thì như tôi nói ở trên là cái bản thân cái nhân lực công nghệ thông tin ở đơn vị đã mỏng rồi, để vận hành hệ thống đã không đủ rồi, thì cái việc mà thực hiện các cái nghiệp vụ chuyên sâu như là bảo trì nâng cấp hệ thống thì là cái việc mà ngoài tầm với của họ. Theo khuyến cáo của các đơn vị làm về bảo mật, tùy thuộc vào từng loại phần mềm và độ quan trọng của dịch vụ thì sẽ có những giải pháp và kinh phí bảo mật phù hợp cho từng hệ thống. Mỗi đơn vị tổ chức chỉ cần bỏ ra từ 5 đến 10% trong tổng số đầu tư dự án về công nghệ thông tin cho lĩnh vực an toàn thông tin thì đã có thể phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro đáng kể.